Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình làm cái video này để cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh Chạy Chó Popular Derby Channel. Thì khi mà kênh Chạy đạt được 10.000 sub thì mình lại không làm video. Mà thời điểm hiện tại phải là bởi vì ở thời điểm hiện tại là kênh của Trại sắp chào đón thành viên theo dõi thứ 18.000. Thì tại sao lại lựa chọn cái con số 18.000? Thì các bạn là Á Đông thì các bạn xem cái chữ ký đúng không? Tôn Ngộ Không nhảy 1.800.000 lần. Vua Hùng Vương thì Vua Hùng Vương thứ 18. Cái con số 18 ở trong cái văn hóa Á Đông nó là cái con số biểu hiện ý nghĩa là con số lớn nhất, tức là nó là mang tính chất là theo toán học gọi là dương vô cùng. Đó chính là con số 18. Thì nhân khi dịp là kênh của Trại có 18.000 đăng ký thì mình là chủ trại cũng có đưa video để chào mừng tất cả mọi người. Hôm nay thì lẽ ra là sẽ sang trại để quay video cảm ơn mọi người, nhưng mà tại vì đang chăm đồng chí này, đang chăm con, cho nên là làm video ở cả nhà. Mà xin quay mặt ra chào mọi người đi nè. Thì nếu mà các bạn cũng quan tâm đến giống chó rất nguy lực thì Trại rất hy vọng là sẽ được giao lưu với các bạn thật là nhiều hơn trong thời gian tới, nhất là qua các bình luận và mỗi video. Các video mà các bạn quan tâm hay là các bạn cùng nuôi chó, có thể là Rottweiler hay là các giống chó khác, mà các bạn có cái thắc mắc hay là góp ý gì thì Trại cũng mong nhận được những cái ý kiến phản hồi của các bạn ở mỗi cái video của Trại. Hôm nay là chào mừng cái kênh của Trại được sắp đạt đến 18.000 thành viên đăng ký kênh YouTube, thì cũng cho cái MC lên để chào mọi người. Messi là con Rottweiler mà Trại mình hơi giống ra người từ bé. Các bạn có thể nhìn Messi. Tuyệt cái 18.000 thì gọi là 1.800.000 đấy. 1.000 đó là 10.000. 1.800.000 dạng, 1.800.000 sắp đăng ký. Thì mình cũng giới thiệu sơ qua một chút với Trại chó Rottweiler Derby. Thì Trại của mình là nuôi nhiều giống lắm, nhưng mà chuyên về giống Rottweiler. Rottweiler thì mình một khu, đó là giống chó chính của Trại. Ngoài ra thì cũng có khu ghi rồi chim cua rồi golden rồi lạp xưởng. Lạp xưởng ở miền Nam hay miền Bắc gọi là xúc xích hay lạp sườn gì đấy. Còn giống chó của Đức. Rồi phúc đồ. Nhiều giống lắm, như pin. Nhưng mà tóm lại là Rottweiler là giống chó chính của Trại. Và với giống chó Rottweiler thì Trại mình là một cái trại mà có cái tuổi đời ngắn,
không có cái thâm niên 20-30 năm hay là 15-10 năm như là các trại khác. Trại mình chính thức là từ 2013 đến 2015 thì chính thức vào trại chuyên nghiệp mới được có 4 năm trại chuyên nghiệp. Nhưng mà chó ở trại mình, bởi vì là mình là người đi sau thì mình lựa chọn con chó Rottweiler nguồn gốc Đức. Tại vì sao lại như vậy? Mình là người đi sau và cái kiến thức, cái hiểu biết của mình về cái giống chó này có thể là ở cái thời điểm đầu sẽ không bằng rất nhiều người là những người đi trước. Kiến thức của trại mình người đi sau thì cái sự hiểu biết về giống chó này nó sẽ không bằng nhiều người đi trước, nhưng mà mình lựa chọn cái chó Rottweiler mà có nguồn nguồn gốc là máu Đức một đời hoặc là máu Đức luôn, là bởi vì chính là mình là người đi sau cho nên là cái sự hiểu biết về giống chó này nó ít và mình tin được ở cái nơi phát sinh ra cái giống chó này là nước Đức, đây là một giống chó của Đức. Và cái thứ hai nữa là mình tin tưởng vào cái sự tiên tiến của nước Đức trong tất cả mọi mặt, thì họ nhân giống ra cái con chó chất lượng chắc chắn sẽ là tốt. Nhưng tất nhiên là nếu mà bạn nào cũng có cùng suy nghĩ như mình thì các bạn cũng sẽ phải xác định là đồ tốt thì không có đồ rẻ. Và bản thân mình lựa chọn những cái con chó giống đầu tiên của trại là những con chó máu Đức cũng thế đó. Có thể mình phải bỏ ra cái số tiền gấp 2, gấp 3 lần người ta để cũng mua một con chó. Và đây giả sử như là nhà Messi này, sẽ có rất nhiều bạn là bảo cái con này, con rốt này, mõm nó dài thế hay là này kia. Nhưng mình lại nói lại với các bạn một điều là nếu các bạn thích mõm ngắn, mõm cong, con chó nó thở phì phò thì nó ngủ, nó vận động một chút là nó mệt, thì các bạn hãy lùi lùi phát, đừng tốn tiền ăn thôi, không chiếm diện tích mà nó quan được đúng các bạn yêu cầu. Hay là đi trại nhà mình nuôi giống chỉ vua điểm sự tốt thì khỏi phải nghĩ. Lan man dài dòng thì cũng không giải quyết vấn đề gì, thì video này là cảm ơn các bạn 18.000 thành viên đã theo dõi cái kênh YouTube của trại chó Rottweiler, vì theo đấy nó là một cái động lực để mà trại chó mình sẽ làm tiếp thêm rất nhiều video chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn cũng như là giao lưu với lại các bạn yêu chó nói chung và yêu giống chó Rottweiler nói riêng. Thì một lần nữa thay mặt cho tất cả các cái thành viên của trại mình và thay mặt cho cả giàn quân, cảm ơn các bạn. Mong là sẽ thường xuyên được gặp các bạn trong các video của trại tới của các bạn. Xin chào tất cả các bạn.